tạm giam người đàn ông dùng thanh sắt đánh đồng nghiệp tử vong. Khi làm công nhân tại công trình, ông Đại và một người khác cùng nảy sinh mâu thuẫn. Đại đã dùng thanh kim loại đánh đồng nghiệp tử vong. Chiều ngày 28 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đại, 50 tuổi, trú tỉnh Nghệ An, về tội giết người. Theo cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4, khi làm công nhân tại một công trình xây dựng ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, giữa Đại và ông Nguyễn Văn Thiết, 41 tuổi, trú tỉnh Nghệ An, đã nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc xảy ra cãi vã, dẫn đến xô xát, ông Đại đã dùng một thanh kim loại đánh vào vùng tai bên trái và vùng lưng của ông Thiết, khiến người này gục tại chỗ. Sau sự việc, ông Đại đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu xong do vết thương quá nặng, 3 ngày sau ông Thiết đã tử vong. Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc điều tra, bắt giữ ông Đại. Tại cơ quan điều tra, ông Đại thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.